Hello anh em, chào mừng mọi người quay trở lại với Tiếng Mét Channel. Thì video này mình sẽ giới thiệu một cái kiểu build mới của Deluxe, một kiểu build rất là thú vị nhưng mà rất là dữ dội luôn, đánh rất là lã tay. Coi như là Pangue liên tục các thường khủng khiếp luôn. Và đặc biệt cái lối build này nó rất là thân thiện với người chơi Ritualay hoặc là người chơi kinh phí thấp đó, tại vì mình không có dùng tới vũ khí 5 sao à, mình xài đồ 4 sao nhẹ nhàng thôi nhưng mà hiệu quả không hề thua kém thì đường cùng của sói nha. Thậm chí trong một số trường hợp nó còn vượt trội hơn cả cái đường cùng của sói nữa. Trường hợp của mình anh em theo dõi là biết mình xài cây đường cùng của sói thì lên 4 nha, nhưng bây giờ mình làm một cây level 80 chứ 4 sao thôi nhưng mà nó ngang ngửa luôn, quá đã luôn. Nhưng mà bây giờ giới thiệu như đó thôi, giới thiệu nhiều quá mọi người thích đổ. Bây giờ vô video đi coi rồi đi lắp 6 kiếm này nó thể hiện như thế nào. Let's go. Mở Google Maps của Genshin Impact. Hưng siêu canh đô coi nè. Bữa hả không coi bữa là game kia rồi. Đây là Deluxe, gọi là skin nhé, Deluxe mới. Hôm nay mình sẽ đập cái này lên 90 chứ. Hôm nay có không? Sáu kiếm một chỗ. Ai chịu nổi trời. Lấy cái này xong vô la hàng này. Có cái này 90 vô la hàng đúng. Có lẽ hơn đi được cùng không? Mình cảm thấy nó hơi mặn này nữa nha. Không biết có mạnh hơn đường cùng hay không mà hiện tại 50-60 cũng cũng ngang nữa. Tuy là cái sát thương của nó thì nó sẽ thấp hơn, ví dụ là đường cùng lúc 3 mấy k thì ông này không thể nào được 3 mấy k cả, nhưng mà 6 kiếm cộng lại nhiều lắm, 12 mấy 20k mà 6 lần 100 mấy rồi. Còn đánh là bao nhiêu đam mình tính rồi. Một, hai, cảm ơn chú Tài nhé. 3, 4, 5 bây giờ là 6 cái mà cái quy này là mọi người đã giờ để ý không, cái quy này một đống luôn nè, đó là hình lỗ để mình quên quy trước. Đã đánh được bao nhiêu đâu? Trời ơi, thì ra cái này nó hồi này lâu quá. Chẳng nó hồi skill. Tôi mất luôn này. Thôi có rồi kìa. Còn 6 kiếm chỗ. Sáu không lên 90 cần nha, tại vì bây giờ cái kiếm này còn yếu quá nè. Kevin tế lễ bộ gì sắp hả? Không cầm kiếm tế lễ chứ Kevin ổn lắm, tại vì cái Kevin có Kevin quay qua hoặc lại thấy xài thành xài E xong rồi mình phải trọng kích chứ không phải là mình không đánh đâu, mình phải đánh thường nữa. Thì E xong mình được cái gọi là sát thương lôi đó, mình phải đánh mấy cái đợi khi mà nó hết cái búp sát thương lôi cho cái đòn đánh thường đó, thì mình lại có E nữa rồi, cho nên không cần tế lễ cho Kevin chơi kiểu đó thì nó ổn lắm. Quên mất. Nhưng mà nói với anh mà trải nghiệm nói về những con 4 sao thì mình 6 thì con Zazo không phải là con đáng đầu tư. Nếu mà đầu tư mà 4 sao con trong kiếm giống như con Jun với Razo thì đầu tư con Jun á nó hiệu quả nhiều hơn là con Razo. Con Jun của mình 6 đáng đầu tư hơn, mặc dù sát thương con Jun mà đánh đơn mục tiêu không bằng nha, nhưng mà con Jun mình có nhiều kiểu xài lắm.
Thái súp đi bếp cũng rất là ngon, nhưng mà con Rajo không được vậy. Cũng có thứ cái lẻ mà. Con trong vô chứ đáng nuôi hơn. Nhiều tình huống mình đi súp á, mình bỏ cặp con trong vô với con sang linh, hai con đó nó gây ra sát thương rất là lớn. Thử lắc sáu kiếm. Quên coi đồ ta. Đại đi. Không biết đồ này làm sao nữa. Có bị gỡ đồ ra chưa? Ở đây cầm cái đại kiếm tế lễ nha. Cái đi đó á, đi coi tình hình sao. Hàng trọng này nhỏ xíu vậy. Nhớ bự mà. Rồi nguyên cái trước. Rồi 6 kiếm. 1 2 3 có lại kìa. 1 2 ba. Ô gần chết con này luôn, ghê đó. Đừng dùng cú sói nhiều khi chưa không giết hẳn được một con. Có lý có lý. Mình có sinh trù rồi thì 6 kiếm nó đều được bốc hơi, không cần phải bận kiền nhân như là bạn sinh nãy nói đâu. Một cái đó có cooldown đao nha, 16 giây. Wow, nhanh, có vẻ nhanh hơn đường cùng đó nha. Ngon nha. Có đường ra cho đi lắc rồi. Nhanh hơn đường cùng thật á. Đường cùng không được vậy đâu. Mà nó mới level 80 à.
Rồi đánh như vậy đủ rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở lại cho anh em coi cái con Lilac này trước khi kết thúc video. Thì về mặt bản đồ thánh di vật thì nó vẫn bận như cũ rồi. Cái bộ này thì hôm nay mình chưa có cập, chưa có phát triển thêm được. Nó vẫn là bộ đó thôi. Bộ trong cái video trước đó 73 tỷ lệ với 132 sức bạo. Vũ khí thì đặc biệt là cái tế lễ nha. Tế lễ hiện tại thì mình vẫn chưa có nâng max được 90, nhưng mà anh em là chơi mình nghĩ là nên nâng max 90 đi. Tại mới 80 mà đánh ngang ngửa đường cùng luôn. Thật sự đó. Trong nhiều trường hợp nó lại vượt trội hơn đường cùng nữa. Những cái trường hợp mà phải phá giáp á, thì nó lại vượt trội hơn đường cùng. Chưa kể nó là đội 4 sao nó rẻ hơn. Còn về team thì nó như cũ thôi. Team thì vẫn đi cọc với sinh trù là con tốt nhất. Và có thể nói là tốt nhất luôn, chưa có là thay thế được. Vì khi mà con đi lắc mà đánh 6 kiếm như vậy thì nó cần một cái con gọi là giúp nó duy trì cái thủy liên tục trong 6 nhát. Thì con sinh trù đó vẫn là con sinh trù là thích hợp nhất. Hai con đi trùng với nhau thì dọn đi với dọn ly với lại Bennett nữa quá đẹp rồi. Ngoài ra anh em có thể thay đổi, đổi phong hay gì đó. Nhưng mà nghĩ đội hình này là ok nhất đó. Rồi còn nếu mà anh em chơi theo cái kiểu này mà có phát sinh cái vấn đề gì thì comment với video mình sẽ trả lời. Ok, video kết thúc được rồi. Anh em mà thấy clip hay hữu ích thì đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh nhé. Anh em nào đăng ký rồi thôi. Anh em chưa đăng ký thì đăng ký đi để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất cực kỳ hay ho từ Tướng Mát Channel nhé. Các bạn em, Tướng Mát xin chào.